lộn với nhau suốt ngày. Tôi không biết làm sao mà nói nổi với tụi nó nữa. Nhưng mà Noel này tôi chỉ mong là tụi nó đừng có cãi lộn nữa, là tôi đã vui lắm rồi. Dạ bác, con đi làm mới về. Ủa, con mới về hả con? Ủa, con đang cầm cái gì vậy? Tao đang cầm cái gậy với cái gì mày? Ủa, đây là cái gậy bác. Chỉ cây này cái gì? Cái này cái gì nhé? Ủa, cái gậy của ba đâu rồi? Cây gậy của tao hả? Nó bị gãy rồi nên tao mới cầm cái cây này thay thế thôi con à. Yên tĩnh, chúng ta còn làm việc nữa. Mày muốn nhảy múa thì lên sân khấu cho con mà nhảy.
con không đủ trình độ để thưởng thức cái kiểu nhảy rừng rú của ngoài. Dạ con biết rồi ông nội. Ok, nhảy đi. Trời, có ai ở nhà không vậy? Anh lại đó. Trời, tôi là bạn của Tuyệt đó. Nó đây đi làm gì? Thì tôi kiếm nó hẹn tôi đi chơi mà. Anh thì kỳ cục quá, hỏi kỳ. Nó có nhà đi về đi. Trời ơi, nó hẹn tôi gõ gàng, nó có tôi lên tay hả? Trời, nó có nhà, nó đi chơi rồi. Anh nói thiệt nha, nó giỡn đó. Đó, đi về đi. Trời, mặt anh nhìn đẹp trai vậy mà nó chịu sốc ghê vậy nha. Đi về đi. Thiệt cũng quá anh, đó. Nó về. Trời ơi Tuyền, mày đi đâu vậy? Tao gặp anh mày nãy kìa. Tổng cho mày đi mà bỏ tao không mày? Mày nào? Mới gặp xong rồi mặt chả đứng, đứng ngay kia rồi mày thấy không mày? Ai nói gì với nó? Hả? Nó nói mày đi chơi với thằng khác kìa như mày. Nhưng mà ba thấy các con hòa thuận với nhau.
là vui lắm. Giờ Noel đã sắp đến rồi thì chúng mình cả nhà hãy hân hoan và đón Noel nha con. Ba, đừng có đi đâu nữa nha. Dạ, thôi thì ba nói vậy thì tụi em, anh em tụi con cũng nhận ra được điều đó rồi. Hôm nay con hứa với ba, con sẽ là một đứa con ngoan. Con đó, con muốn hứa, con gái làm bè anh ngoan hơn, tốt hơn hơn. Đúng rồi, con trai út của ba. Ba cũng chơi thân mà ba nghệ đi ba. Ok, vậy thôi mình đi luôn nha. Ok.